Hello everyone. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái challenge nho nhỏ, đó là đoán idioms. Vậy thì người host sẽ đọc một cái nghĩa đen của idioms và một trong hai người chơi phải đoán được xem cái nghĩa đen đó ở tiếng Anh của nó là gì. Và nếu như đoán đúng thì được quyền cầm cái búa lên và đánh người còn lại nhé. Ok, let's go. Trên chính tầng mây. Nghĩa tiếng Việt. Rất là vui. Very happy. Ok, mắt chạm mắt với nhau. Rồi, nghĩa tiếng Việt. Có sự tương thuận, đồng ý với nhau á. Ok, rồi. Một lần trong mặt trăng xanh. Một lần trong mặt trăng xanh. Nghĩa đen từ từ luôn. Một lần one blue moon. One. Nhưng mà one in the blue moon. Rồi tiếp nha. Rồi cái này dễ, này dễ. Mưa mèo mưa chó. Mưa mèo mưa chó. Rồi nghĩa tiếng Việt, Là mưa rất nhiều, Rồi. À, gãy chân. Gãy chân rất là lép luôn. Rồi gãy chân nghĩa tiếng Việt là gì? Cái chọc ai đó. Break a leg. Good luck. Good luck. Lỡ chuyến tàu. Em đừng có đánh cái chân vậy được nữa không? Chị che ở đây mà. Để mèo sống khỏi túi. Let the cat out of the bag. Ủa, chứ mà. Rồi, nghĩa tiếng Việt, Để mèo sống khỏi trường. Nghĩa tiếng Việt là gì? Nghĩa tiếng Việt là gì? Mèo sống khỏi trường. No, nghĩa tiếng Việt là tiết lộ bí mật của ai đó. Đâm ai đó sau lưng. Stab someone in the back. Very good. Rồi, nghĩa tiếng Việt. Nói xấu ai đó. Yeah. Rồi. Ở trong nước nóng. It's hot water. Nghĩa tiếng Việt. Nguy hiểm. Đúng rồi. Đúng rồi, câu. Rồi, ok. Chiếc bánh quy thông minh. Intelligent cookies. Smart cookies. Tôi nói trước. Rồi, em nói trước. Nhưng mà không biết nghĩa là gì. Smart cookies là mày một người rồi. Thông minh. Very good. Rồi, ok. Chiếc răng có vị ngọt. Sweet tooth. Ừ, đúng rồi, sweet tooth. Sweet tooth nghĩa là gì? Nghĩa tiếng Việt. Một người có cái người mà thích ăn ngọt hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đặt bản thân bạn vào giày của người. To put yourself in somebody's shoes. Very good. Là đặt bản thân mình vào hoàn cảnh này đó. Chính xác. Rồi, câu cuối cùng. Ngồi trên hàng rào. Sit on the fence. Rồi, hai người luôn rồi. Nghĩa tiếng Việt nào, 1, 2, 3. Cảm thấy lo lắng hả? Không phải. Sit on the fence. Nguy hiểm. No. Bắp bên. Nearly. Tình yêu bắp bên à? No. Có hai mặt. No. Không cân bằng. Gần đúng. Lưỡng lự. By my tongue. Nghĩa tiếng Việt. By tongue. Ý là tự lắc léo hả? Tự nhột hả chị? Tức là đang tính nói gì đó nhưng mà tự dừng lại không nói nữa. Bị liếu hả chị? I have to bite my tongue so I don't say what I really think of him. Giống như kiểu uống lưỡi 7 lần trước khi đúng nói rồi, hả? Đúng rồi, chính xác. Rồi, tiếp. Ngửi thấy mùi chuột cống. Smell the rat hả? Yeah, chính xác. Rồi, nghĩa tiếng Việt. Hôi hả chị? Không, giống như là có một cái đứa mà nó lén lút. Nó nói chuyện, nó nói xấu. Đúng không? Đúng đó rồi, là cảm thấy mày. Là
làm cho chứ làm. Cảm thấy có điều gì đó không được đúng đắn lắm. Ok, okay. Đây. Trong màu đỏ. In the red. In the red chính xác, nghĩa tiếng Việt. Nghĩa tiếng Việt là không có lợi nhuận. Đúng rồi, chính xác. Sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng. Born ngậm là ngậm thìa vàng là gold. Born with a silver spoon in your mouth. Chính xác luôn, rồi nghĩa là gì? Đẻ ra đỡ bạch đích. Đúng rồi, chính xác. Dạ, dạ, hai. Mát như dưa leo. Mát như dưa leo. As cool as a cucumber. Yeah. Yeah, chính xác. Rồi, nghĩa tiếng Việt. First. Rồi, nghĩa tiếng Việt. Nghĩa tiếng Việt có nghĩa là một người luôn giữ bình tĩnh. Chính xác, chính xác, chính xác. Rồi, ok. Rồi, vậy là người chiến thắng là nè. Vậy thì cảm ơn các bạn đã cùng xem cái video challenge này của tụi mình ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ học thật nhiều idioms để có thể cải thiện vốn tiếng Anh của mình và nói y chang người bản xứ nhé. Và hôm nay Vinh là người chiến thắng. Yeah. Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.